Mời làm hết Bình Dương xin chào tất cả bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị đang xem trên kênh youtube của à, Mời làm hết Bình Dương nha Và trong video buổi tối ngày hôm nay thì à, tiếp tục Mời làm hết Bình Dương sẽ có những cái thông tin phải nói rất là mới gửi đến cho toàn thể bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị Thì hôm nay thì chị Ni cũng đã chính thức có những cái bài viết ở trên trang cá nhân của mình rồi Và một cái điều rất là đáng khen, à, hôm nay thì anh chàng Võ Việt Bân cũng đã à, lên tiếng rất là hay, rất là rõ về cái vấn đề chị Ni. Đó, về cái vấn đề của chị Ni nha. Thì uh, cụ thể như thế nào thì bây giờ 15 hết mời bà con của bác. Chúng ta nghe một đoạn của anh chàng Võ Việt Băng. Có thấy bị mắc cỡ không? Hả? Ngu hèn kế bẩn tụi mày định xử luôn chị Ni ở bệnh. Nhưng mà không ngờ, thử không được đúng không? Mày không ngờ chị Ni là sống quá quân tử đi tụi mày cho con nghe 12 ngàn đô để mà nó vô chỉ điểm nó hại chị Ni hứa hẹn với con nghe là tụi mày chỉ cần vô trong trọng chỉ điểm để trả cho nó 12 ngàn đô để nó nuôi con ghê chưa bà con tức là hứa hẹn hứa hẹn với con nghe là cho con nghe là 12 ngàn đô à, để mà vào trong tù là chỉ điểm chị Ni đó à, ghê chưa nhưng mà cái kết cục không này không bà con nghĩ là thao. nhốt mày 5 ngày thôi mày không cần phải ra tòa rồi thả mày ra trễ nhất là ngày thứ sáu là sẽ thả mày ra cuối cùng rồi tụi mày sao bỏ con giữa chợ tụi mày hại người thành ra hại mình hại chị ni định hại luôn con nghe hả không thuê luật sư cho người ta luôn không chị ni là một con người rất là quân tử không đó các cô chú các chị thấy chưa chuẩn bị lòi ra <laughs> lòi ra và chị ni là một người phải nói rất là tuyệt vời À, đã giúp cái người mà hại chính mình luôn. Đó, và cụ thể thì mời bà con bác chúng ta nghe tiếp nha. Sau khi mà chị Ni đã chứng minh được, đưa ra cái bằng chứng được, là thậm chí chị Ni lấy tiền về cho nạn nhân, nạn nhân chuyển cho chị Ni 800 triệu. Chị Ni chuyển lại liền trong vòng 5 phút sau chuyển lại trả liền. Thì chị Ni đâu có phải là được thuê, được mướn. Cái đó là sự chính nghĩa, cái sự thương đồng bào cái con người chính trực người ta tự nguyện giúp đỡ người ta tự làm không ai ép buộc hết tình về lý cái nào người ta cũng hợp hết thì lấy gì kiệm người ta nhưng mà sau khi chị ni minh quan cho mình thốt nạn rồi chị ni vẫn đưa cánh tay ra cứu cái người mà chị mi tụi bay đưa tiền nó thuê nó qua đây để hại chị có người người ta sống quân tử như vậy thì thôi chứ còn tụi bay á người làm thì trời nhìn nha muốn người ta không biết trừ khi mình đừng có làm mà đã làm thì có xóa kiểu gì vẫn còn lại dấu vết quả báo của tụi mày sắp đến này nha không có lâu đâu nha, không cần phải mày có gì mà phải run phải sợ nữa chứ tụi mày có sợ thì tụi mày cũng phải đối diện chứ pháp luật sớm hay muộn gì thôi vì cái hành vi của tụi bay á, nó quá mất nhân tính đi nó quá mất đạo đức đi rồi còn một cái này nữa hôm nay 15 lăm phải nghe nó rất là tuyệt vời À, chị ni phải nói rất là dũng cảm bà con à, và cũng được anh chàng võ việt băng chia sẻ nha thì ở đây 15 mét thấy và nói quá tuyệt vời giống như phim hành động thật sự à, thì bây giờ mời bà Còn con cô bác chúng ta cùng nghe nha anh nói là y như trong phim luôn đưa chị ni vô đó tại chị ni biết rồi mẹ nhìn con nào con nấy nó như sumo nó xăm người bít hết Mà mọi người, bạn kể cho mọi người nghe cái này Mà mọi người mới thấy là chị Ni bản lĩnh như thế nào Khi mà đưa chị Ni vô á Chị Ni chỉ ngồi phanh tay như vậy nè Tại vì lúc đó chị Ni cũng mệt Mà chị Ni biết là mình bị gài rồi hả à, Mà như các cô chú các chị biết Khi mà đưa vô trong đó đó à, thì phải nói phải hành xử một cách khôn khéo nha hành xử một cách khôn khéo à, chứ không thì cũng rất là nguy hiểm đó cho nên là chị ni đang suy nghĩ để làm sao mà chống lại cái ác thì nó đưa chị ni vô trong đó điên đó là mấy cái con đó đó mấy cái con tự tù đó đó nó mới đứng xung quanh Tại vì uh, trong đó là bà con là nam theo nam mà nữ theo nữ ha. Đó. Để uh, à, nghe bình, tiếp cái câu chuyện. Nó hỏi chị đi á là mày tội gì? chị đi chị trả lời gì nè. Cướp. Hả? <laughs> à, nếu như đổi lại mọi người mọi người thấy mấy con đó mọi người đái trong quần luôn chứ đừng có nói là hả mà còn bình tĩnh để mà đối kháng đấu trí với cái bọn đó mọi người thấy ghê không bây giờ nhốt chung với mấy con đó mà mọi người mà chỉ cần thấp cơ hơn với nó là bị tụi nó xử liền phải cao cơ hơn xong rồi mấy con đó mới hỏi chị đi làm mày cướp cái gì mày cướp ngân hàng hay mày cướp cái gì chị ni mới nói là nhà yeah. Đó Rồi con mấy con đó mới hỏi tiếp chị Ni là Mày cướp bằng cái gì Lúc đó chị Ni làm biến nói chuyện luôn rồi Đó Chị Ni mới làm như vậy nè <laughs> Làm vậy là các cô chú các chị hiểu rồi đúng không Đó Bằng cái đó là mới ớn Súng Súng Tụi nó nghe như vậy tụi nó mới ghén Đêm đó tụi nó mới không dám làm gì chị Ni là sáng lại khi mà luật sư tới bảo lãnh chị đi về thì chị đi mới giải thích cho mấy con đó hiểu là tao có giấy ủy quyền tao có quay clip tao có mời công an tới cái nhà đó tại vì cái nó là cướp của người việt nam mình cho nên tao mới đi là giúp cho người việt nam mình tới đó lấy tiền lại thì mấy con đó nó mới hiểu ra mà mọi người đi chính mấy cái con mà tử tù trong đó thôi nó còn còn biết pháp luật nữa, nó còn nói cái tội của mày đâu có gì đâu, tại sao lại bắt mày? cái tội mày rất là nhẹ, tụi tao nè, tụi tao mới bị treo cổ nè, là mọi người thấy không? âm mưu của bọn nói ra cỡ nào kinh khủng khiếp cỡ nào? y như trong phim mà mọi người có thấy chị đi quá mạnh mẽ quá bản lĩnh không làm gì có cái chuyện mà hả bị đánh bị đập bị tra tấn gì bị nhốt mấy ngày gì làm gì có nghe tội người ta đâu phải là cái tội nặng gì đâu người ta giúp người người ta có giấy ủy quyền người ta có mời công an theo ra tòa kết luận đâu có đâu có kết tội được Tại vì rồi bữa nay thì bà con, cô bác, chúng ta có theo dõi cái trang phở bò của hàng thám tử Lùng á à, Thì nó có một cái thông tin như thế này à, Để Mình làm ít cập nhật cho bà con, cô bác chúng ta xem Đây Nếu Nimaco thực sự rời Rama TTC sẽ cân nhắc Còn muốn File OK chơi nát tim đó và cái mục đích cuối cùng của nó ở đây tức là sao tức là bây giờ lên trên mạng gọi là không biết là bằng cái cách nào à, miễn là chị ni rời cái rama này rời cái tim này không vào rama nữa thì nó sẽ à, sẽ gọi như là không có à, tiếp tục gọi là quầy á bà con là giống như là quậy hay là chơi nát luôn giống như là nó nói gì đó thì uh, chúng ta cần phải đặt ra cái câu hỏi mục đích à, mục đích của cái, cái 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 thằng thám tử lùng này là gì tức là sao tức là nó muốn tách chị ni ra khỏi hồng loan à, chúng ta phải phân tích nha tức là tách chị ni ra Hồng Loan ra ra khỏi cái drama này bằng cách là chị đi phía im luôn không lên tiếng không làm gì hết đó thì nó sẽ không có quậy ý này là không có quậy đó tách ra vậy cái mục đích chúng ta phải đặt ra cái câu hỏi mục đích tách ra tách ra khỏi Hồng Loan để làm gì rồi chúng ta chỉ có một cái câu trả lời duy nhất tách ra để cho hồng loan không còn cái người gọi là giống như là hộ pháp giúp cho chị ni à, giúp cho hồng loan trong cái vấn đề pháp lý liên quan đến tòa án trong những cái phiên tòa sắp tới vậy thì khi mà chị ni rời hồng loan rời cái rama thì giống như là hồng loan đã bị giảm đi đến vài chục cái phần trăm về cái sự chiến thắng tức là sao tức là nếu mà như các cô chú anh chị biết là Hồng Loan nào giờ rất là yếu trong cái vấn đề pháp lý. Và chị Ni đã đến với Hồng Loan để mà giúp cho chị về cái vấn đề hồ sơ pháp lý đó. Thì nào giờ đó là chị Ni rất là mạnh về cái vấn đề pháp lý, đó chị cũng đã tiếp xúc, chị đã từng gặp rất là nhiều những cái đối tượng và chị cũng đã Nói chung là liên quan đến những cái vấn đề đó thì chị Ni rất là rành. Cho nên là chị Ni mới hỗ trợ Hồng Loan vừa về tinh thần mà vừa về vấn đề pháp lý. Cho nên đến ngày hôm nay mà bên phía gia đình cô Sáu à, là là không có qua nổi. Không có qua nổi về cái vấn đề này. là Ở đây là nhờ chị Ni rất là nhiều. Cho nên cái mục đích của... À, mục đích của thám tự lùng này là làm sao để mà tách được chị Ni ra khỏi Hồng Loan. Đó. Nếu mà tách ra được là coi như mình đã hoàn thành nhiệm vụ là bao nhiêu phần trăm rồi. À, hoàn thành nhiệm vụ. Thì đây mình hoàn thành nhiệm vụ là không biết là... Thì vậy thì mình phải đặt ra cái câu hỏi tiếp theo. Tại sao anh lại muốn hoàn thành cái nhiệm vụ này? À, cái nhiệm vụ để tách Ni ra khỏi Hồng Loan thì chỉ có một cách thôi đó chính là tức là có người phía sau chi cái đó ra đó chi cái đó ra thì mình có cái đó thì mình mới làm chứ đâu có ai rảnh mà làm mà con à, người ta ví dụ như người người ta không à không có cái đó đúng không thì người ta lên nói ngông nói cụi nói này nọ thôi để câu view kiếm tiền thôi còn cái người mà có cái mục đích thẳng thôi thì chắc chắn nó sẽ là một cái vấn đề khác nữa. Tức là nó sẽ có một cái thế lực ngầm ở phía sau. Đó. Yêu cầu anh làm như vậy, đạt được cái mục đích như vậy thì anh mới nhận được cái này, nhận được cái kia. Đó, thì cái này là 15 ít phân tích. Để cho bà con của bác chúng ta hiểu về cái vấn đề là tại sao nó lại muốn tách chị Ni ra khỏi Hồng Loan bằng được. Đó. Và ở đây nó còn mạnh miệng nó nói thêm là TTC sẽ cân nhắc Tức là nếu mà chị Ni á Chị Ni mà rời cái drama này à, Thì nó sẽ cân nhắc à, Có thể là nó sẽ vẫn còn ở Và có thể là sẽ không Ý là phải dựa vào tình hình xem coi là Chị Ni có rời thật sự hay không à, Nói chung á, ở đây Nó nói chuyện thì kệ nó à, Nó nói chuyện giống như là đàn gãy tay trâu thôi vấn đề bây giờ á chúng ta cần hiểu là bây giờ nó đang ngồi giống như là đang ngồi trên thớt đó bà con tại vì sao tại vì á, là bây giờ như cái video ở đầu như cái đoạn đầu mà mà làm hết cho bà con cô bác nghe là anh chàng võ việt băng nói đó tức là chị ni đã gọi là 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 nói chung là bây giờ là đã bình an là một rồi cái, cái hai đã cứu cái người à, cứu cái người mà hại mình đó chính là con nga mà con nga là nó nhận gọi là 12.000 đô để hại chị ni à, mà 12.000 đô thì chưa thấy đâu đó mà nó còn gọi là bỏ con giữa chợ nữa đó cho nên cái người mà chị ni cứu đó chính là con nga đó chính là cái con cờ phải nói rất là hay trong thời gian sắp tới đó sẽ vạch mặt từng người từng người hết theo mà Lâm nghĩ là như vậy Đó Cho nên cái video ngày hôm nay rất là hay Cho nên chúng ta cần hiểu là cái vấn đề là cái đoạn đường mà chúng ta đi tới đâu rồi Bây giờ á, là nó đã nói rõ cho chúng ta biết cái mục đích của nó là gì Cái mục đích của nó là tách chị Ni ra khỏi Hồng Loan Cho bằng được để mà cái phiên tòa sắp tới tức là trong tháng 9 này nè. Đó là làm sao không có ni thì Hồng Loan sẽ gọi là giảm bớt là bao nhiêu phần trăm à, chiến thắng rồi. Ví dụ như Hồng Loan bây giờ là 90% chiến thắng đi. Nhưng mà nếu không có chị Ni ở bên cạnh thì cái tinh thần của Hồng Loan nó sẽ khác nữa. Đó. Cho nên là nó muốn tách chị Ni ra như vậy. Đó. Các cô chú các chị hiểu chưa? vì sao nó lại muốn gọi là hại chị Ni à, gọi là ẻm luôn bên nhà tù bên Malai quyết tâm cho bằng được đó thì cho ta thì như vậy chúng ta phải hiểu chúng ta phải hiểu về cái câu chuyện tại sao à, tại sao như vậy còn về cái vấn đề ở đây là bây giờ bọn chúng nói à, chị Ni là à, ăn cướp này nọ không ăn cướp này nọ cướp chất sắc Malai Vậy chúng ta cần phải đặt ra một cái câu hỏi. Bây giờ tôi ăn cướp. Ăn cướp là phải ở tù nha bà con. Chứ không phải ăn cướp mà được tài ngoại đâu. Đó, ăn cướp là phải ở tù. Nhưng mà chúng ta cần phải biết. Chị Ni có phải thật sự ăn cướp hay không? Đó. Giống như những cái đoạn video của anh chàng Võ Việt Băng cho chúng ta thấy. Ở đây thì Mà Lâm Mết cũng đã. Lưu về một cái đoạn video. Đó. À, video trước đây của. Chị Ni. Khi mà đến nhà của cái con hường ở bên Malaysia á, nhà chồng của con hường á. Đây mở cho bà con của bác chúng ta xem nè. lừa đảo người ta tỷ đó. Đây. Đó, các cô chú, các chị xem coi là bao nhiêu người À, xem coi có cảnh sát hay không nha Cảnh sát là mấy người luôn Rồi Chồng của con người á Là cái người mặc cái áo hung á Cái người mà cầm cái điện thoại á Chị nói, anh nói tiếng Việt đi Nói đi, cái chị quên rồi đây chị đó đó yeah. cái chị hello à đó, đó. các cô chú các chị thấy chưa có ai mà đi ăn cướp mà mà dẫn theo cái nhất là cảnh sát là cảnh sát của Malaysia là mấy người lên ba bốn người vậy luôn đó rồi nhân chứng tức là người bị hại đó còn chị ni là gì chị ni ở đây á là cái người người ta gọi là được uh, đây chị ni ở đây là người được gọi là quỷ quyền thì uh, trong cái đoạn video của anh chàng võ việt băng thì Mười 15 mới thấy có một cái tờ giấy quỷ quyền À, của những người bị hại gửi cho chị Ni đó để chị Ni cầm cái tờ giấy này cùng với cảnh sát Malai đến nhà của cái nhà chồng của cái con hường đó thì ở đây ghi nè nội dung nè được thay mặt tôi để liên hệ và làm việc với bà Trần Thị Ngọc Hương số căn cứ công dân theo lời Hương là Ngô Xuân Ca gì đó Hiện đang có quốc tịch và cư trú tại Malaysia Địa chỉ nè Đó cái này mà mình làm bỏ qua đi được biết là bà Trần Thị Ngọc Hương Đó, cái này để 15 mít chụp rồi Để cho bà con quá chúng ta đọc nha Thì cái chữ nó hơi mờ Nói chung ở đây là cái tờ giấy quỷ quyền Của những cái nạn nhân à, quỷ quyền cho chị Ni tại vì chị ni là ở malai đó để cho chị ni đã, 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 là, lấy lại những cái cái số tiền này mà cũng không phải là chị ni lấy lại nữa hả mà cái người mà người ta đi heo á hả? cái người bị hại á, là người ta lấy đó và cái số tiền ở đây á theo trong đoạn video của anh chàng võ việt băng là nó không bằng một phần mười luôn nó không bằng một phần mười cái số tiền mà cái con hường nó lấy và các cô chú các anh chị biết cái con hường này nó đã gọi là lên trên báo công an nhân dân đây là tội phạm truy nã nha à, lên báo công an nhân dân thì nếu mà bà con cô bác nào chúng ta không tin lời cũng Lâm mết thì chúng ta có thể là lên trên báo lên trên google chúng ta gõ ra cái từ khóa truy tìm đối tượng trần thị ngọc hương thì nó sẽ ra ngay ở trên báo công an nhân dân nè thì báo công an nhân dân đăng ngày 17 tháng 8 năm 2022 vào lúc là 14 giờ 37 đó có hình ảnh rất là rõ ràng đây lên tìm một cái ra luôn đó và những người người ta bị hại á người ta cũng đã gửi lời cảm ơn đến chị ni cái này cũng đã có luôn nha đó thì chúng ta có thể là lên trên cái phở bò rồi chúng ta gõ ra cái từ khóa Trần Thi Ngọc Hường. Chúng ta chọn cái bài viết á thì nó sẽ ra luôn. Đó, nó sẽ ra luôn cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta cần phải biết ai là ăn cướp. Đó. Và cái cái tên là Thám Tử Lùng này à, nó đang ủng hộ ai? Nó đang ủng hộ ăn cướp hay là ủng hộ người chính nghĩa? Đó. Thì cái con hường này là đối tượng bị truy nã mới đúng là ăn cướp. thì bây giờ nó đang binh á, nó đang binh con hường á, nó đang binh con hường đó. nó 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 hại chị ni, đúng không? À thì bây giờ nó nó đang binh, à, nó binh ai? Nó binh thành phần xấu, nó binh những cái thành phần à, ăn cướp. Đó thì nó mới đi hãm hại chị ni. Mà chị ni là người sao? Nếu mà nó ăn cướp đúng không? ăn cướp tại sao mà lại quay video? rồi lại đi cùng với cảnh sát đi cùng với những cái nhân chứng đi cùng với những người bị hại à mình ăn cướp mình quay lại làm chi đúng không bà con không không ai mà khùng mà quay lại hết á đó. đó thì nói chung á là mình phải hiểu được cái câu chuyện chứ để đừng nói, đừng cứ để cho người ta dẫn dắt mình đó đó thì hôm nay phải nói đây là một cái video khá là hay để 15 làm hết chia sẻ cho bà con cô bác chứ nhiều khi là bà con cô bác chúng ta không hiểu à, nghe nó lên nó nói nói nhăn nói cụi mà chúng ta vẫn tin theo à, rồi quay qua à, lại không còn ủng hộ chị ni nữa à, là chúng ta đã sai cho nên là chúng ta cần phải hiểu cái vấn đề là bây giờ nó phải, sẽ gọi là tìm mọi cách để nó hại chị ni à, nó hại chị ni một gông bên 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 tù ma luôn. Nhưng mà nó không ngờ là chị Ni à, đã thoát được cái phải nói là kỳ diệu luôn. Đó. Chị Ni đã thoát được và là cứu luôn cái con nga. À, cái con nga là cái con nhận 12.000 đô để mà vô chỉ điểm chỉ mặt chị Ni đó. Và không ngờ là con nga này nó đã bị gọi là bị bên bị mấy anh này nó bỏ rơi luôn. À, nó bị bỏ rơi luôn. Đó và chị Ni là người cứu vớt luôn cái con nga này. Đó. Và nhờ là chị Ni cứu vớt cho nên là con Nga này nó sẽ có thể là sẽ nó sẽ lên tiếng. À, vạch mặt từng đứa từng đứa hết. Tụi bay thuê tao ha. Thuê tao rồi bỏ con giữa chợ ha. Đó. Ở đây thì sắp tới phải nói còn rất là nhiều những cái cây cái hay nữa. Rồi. Nãy giờ là nói về cái vấn đề này cũng khá là nhiều rồi. Nhưng mà cũng liên quan đến cái vấn đề của chị Ni nữa. Thì trong ngày hôm nay cụ thể là sáng nay thì chị ni cũng đã có lên một cái bài viết rất là mới bây giờ chị ni là không có ra mặt đâu à, có những cái bài viết để cho bên kia nó gọi là nó ngồi rung đùi thôi đây 15 lăm sẽ cập nhật cho bà con của bác cái bài viết của chị ni nha trên cái phở bò là an ni nguyễn đó. Thì đây là một cái cái câu như thế này. Khi mặt trời lên, sự thật nhân quả, quả báo nhãn tiền, quả báo thì trả liền. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta thấy á là 2.200 bình luận. Thấy khủng chưa? Chỉ đơn giản là những cái câu nói như vậy thôi. Khi mặt trời lên tức là bình minh á bình minh vừa mặt lên vừa mọc lên thì chúng ta sẽ thấy ngay cái quả báo sự thật nhân quả À, quả báo nhận tiền và tất nhiên là chúng ta sẽ trả liền luôn cái người mà làm làm án là sẽ trả liền luôn bởi vậy người ta mới có câu là bây giờ là thời nay là quả báo là gọi là gặp gặp ngay gặp liền luôn chứ không đợi mà kiếp sau kiếp kiếp, kiếp nào nữa mà gặp ngay luôn trong cái kiếp này để mà làm hết đọc cho bà con của bác nghe một số những bình luận của khán giả nha. Khán giả Sarah Nguyễn nói, sau cơn mưa trời lại sáng, lo lắng cho chị thời gian vừa qua, nhưng em vẫn luôn à, im lặng và nguyện cầu, cầu chúc chị được bình an. Cảm ơn người con gái mạnh mẽ đã giúp người giúp đời, nhưng chị hãy bình yên, hãy yên tâm. Người tốt luôn được đền đáp xứng đáng. Chị của các em sai, À, chị của các em ai cũng một lòng hướng tin cố lên chị nhé sau một thời gian nữa là đến đích rồi ông xã chị chịu thiệt thòi một chút nữa thôi rồi chị lại về bên gia đình nhưng cả thế giới này ai cũng biết đến chị không như ai kia càng sống họ lại thì bị càng kinh đó tiếp theo một số những cái bình luận khác cho bà con cô bác chúng ta nghe nè Trời hại mới chết, người hại, chị thì không chết. Mà họ phải lãnh cái nghiệp của họ. Chị ơi, chị giữ gìn sức khỏe ạ. À? Các giả trang bội nói, chị cũng vậy đó, lo buôn bán. Những gì cần làm hãy làm, không cần thiết phải thông báo. Hy vọng sẽ nhận thêm nhiều tin vui. Kiên cường lên chị, vì bà đầm thép đã trở lại. Đó. Thì giống như là khán giả Trang Bùi nói, bây giờ là chị Ni không cần phải ra mặt luôn. Ẩn danh mà làm những việc mà bên kia phải nói rung sợ. Như vậy nó mới ớn. Chứ giờ mình lên mình nói, nó không ớn đâu. Nó không ớn đâu, đâu, nó không sợ. Nó biết mình làm cái gì, nó biết mình nói ra, nó biết. Tại vì thường á, khi mà lên nói mình chia sẻ khán giả của mình. Đó là sẽ biết mình nghĩ gì. Bây giờ không nói luôn. Hành động thôi, cho mày ớn đó thì đây là một trong những cái uh, bài viết nhận được rất là nhiều lượt like của khán giả rồi tiếp theo thì mới đây á uh, vlamet đã thấy nhà báo Song minh đã có một cái bài viết rất là mới thì vlamet cũng xin chia sẻ cho bà con luôn nha Song minh đang cảm thấy vui vẻ thấy hai người thấy người hai mặt có kiếm nên À, người bịt mặt đi mua liền cá ná thung cùng chung tay bảo vệ những người mình yêu thương đi đến cuối đoạn đường nè kha kha mv người hai mặt bên dưới thì à, nhà báo xung minh để hai tấm hình tấm hình đầu tiên thì anh linh tý đang cầm cái gọi là cái cây kiếm ở trước bàn thờ của chú du linh và bên dưới thì nhà báo xung minh cũng giống như là cái lời bài viết của mình cầm cái cây ná và chuẩn bị lên đạn để ủng hộ ha. Đó, rất là tuyệt vời cho báo Sông Minh ơi. Mặc dù bài viết của nhà báo cách đây chỉ vài phút thôi mà đã nhận được hàng chục lượt comment của khán giả. Thì à, bên dưới mà Lâm mới thấy nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cũng đã có những cái bình luận như thế này. Người bịt mặt có cây ná bắt phát bắt trúng. Thì à, chị Ni cũng có bình luận nè quá trời anh minh à, quá trời anh nha anh minh kha kha à, thì nhà báo xung minh mới trả lời bình luận của chị ni như thế này nhắm kỹ mục tiêu bắn là phải trúng nha em thì hay đó khán giả tk thế giới qua nói quay mặt dễ thở hơn bịch mặt á mình là siêu nhân gao mà quay mặt vẫn bắn trúng đích nha đó, thì đây là một trong những cái bài viết rất là mới của nhà báo Xuân Minh. Tiếp theo, Mlam sẽ cập nhật cho bà con cô bác những cái tin vui. À, những cái tin vui nha. Đầu tiên đó chính là tin vui tại anh Linh Tý thông báo như thế này. 17 tháng 9, chương trình Mẹ Đồng Quê, mọi người đón xem nha. Và bên dưới thì chúng ta thấy được một cái poster. Chương trình ca nhạc cúng dường Mẹ Đồng Quê. Đó, thì trong đây chúng ta thấy được rất là nhiều những ca nghệ sĩ Rất là nhiều luôn nha bà con Đặc biệt là có chị có sự tham gia của Hồng Loan nữa Đó Thì ở đây 15S xin phép là để cái tơ kế bên cái video luôn Cho bà con cô bác chúng ta xem nha à, Quy tụ là khoảng 30 à, ca nghệ sĩ thì ở đây có để là thân mời nè, quý bà con cô dì chú bác anh chị em thân hữu gần xa về dùng bữa cơm chay và mặn thân mặt vào lúc 17 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2024 nhằm ngày 15 tháng 8 âm lịch. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên YouTube kênh Mẹ Đồng Quê TV và Phở Bò Mẹ Đồng Quê ấp Nam, xã Đông Thạnh, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An. Đó. Thì đây là một cái chương trình à ca nhạc cúng dường nha bà con đó, một cái tin rất là vui Rồi, trước đó thì anh Linh Tý cũng đã có một cái bài viết như thế này Chạy đi, chạy đi, mà không chạy Ngồi đó ghép hình con mắt Hay, mày đang nói trước tương lai của mày hả, thằng Lùng <laughs> Tức là sao? Tức là liên quan đến cái bài viết này à, Thì cái cái thằng tấp Tử Lùng á Nó mới gọi là đưa cái hình con mắt Không biết là con mắt của ai à, bị quánh là bầm con mắt thì nó mới nói là con mắt này là của chị ni bị quánh bầm cái hôm mà chị ni mà về sân bay á nó nói chị ni là đeo mắt kính gọi là đeo kính râm ban đêm á là để che đi hai cái con mắt bị quánh bầm khi mà ở trong tù đó thì chắc là nó không, nó không có coi hết video hay sao tức là trong video đó chị ni có tháo mắt kính rồi nha để cho mọi người thấy đó và tất cả mọi người cũng đã thấy rồi cho nên á nếu mà mình chưa có xem kỹ video thì mình có thể là xem lại nha xem lại cho nên á là nó đăng lên để nó vẽ à nó vẽ nó vẽ rồng vẽ rắn dễ cho mọi người tin theo à thì ở đây anh linh tý cũng đã nói rất là rõ nha mày chạy đi chạy đi mà không chạy thì ngồi đó mày ghép hình con mắt <laughs> Chà, hay mày đang nói trước tương lai của mày hả thằng lùng à, một cái bài phải nói nói rất là thẳng đối với cái hàng thám tử lùng mà nó gọi là à, cái đầu đất nữa bà con Đó à. Tại sao mà m 5 hay gọi là thấm tử đầu đất là vậy? Tại vì nó có đầu mà nó không chứa não mà nó chứa đất trong đó đó. Hôm trước thì nó là, là phân tích chị Hồng Loan. À ở bên tớp tớp đó bà con. À, tức là nó nói chị Hồng Loan là nhiều cái à, có nhiều tài khoản tớp tớp. Đó. À, bán tức là Hồng Loan tạo những cái tài khoản bán hàng tớp tớp đó, bán hàng xong. À bây giờ là xóa. À, xóa cái tài khoản nói là không phải là tài khoản của mình. Thì hôm trước thì Mlamet cũng đã nói rất là rõ về cái vấn đề này Thì bà con của bác chúng ta có thể là xem lại những cái video đó Tại sao mà Mlamet Bình Dương nói là thám tử đầu đất là như vậy Tức là cái đầu của nó không chứa não mà nó chứa đất Nếu mà nó biết, nó biết mà nó vẫn phân tích như vậy à, Thì nó sẽ bị gắn vào cái tội là vu khống còn nếu mà nó không biết mà nó vẫn nói, à, nó không biết mà nên nó nói thì mình gọi nó là thám tử đầu đất là đúng rồi. Tại vì chúng ta lên, chúng ta nói thì chúng ta phải cần phải có cái kiến thức, phân tích, suy xét. Nó phải logic. Đó. Thì nó mới đúng. Còn lên mà phân tích mà nói nói tầm nó bậy, nói sầm nó bậy. Đó. thì người ta sẽ nói mình là đầu đất là đúng rồi. Mình lên trên mạng mình nói thì nó phải đúng. Nó phải có kiến thức. Đó. Nó phải hợp lý. Thì mới được. Đó. Rồi đây là một trong những cái thông tin rất là mới của anh Linh Tý cũng đã gửi cho bà con cô bác ha có những cái tiếng nói rất là hay. Tiếp theo, à, thì 15 limit sẽ cập nhật cho bà con cô bác những cái à, thông tin khác nha. Rồi một cái thông tin cuối cùng đó chính là từ má tư quốc hành nha bà con. Má tư đang như thế này, sẽ có phim hay cho khán giả xem, xã hội đời thường, phim hình sự săn bắt kẻ gian. Đó, đây là một cái bài viết rất là mới của má tư nói về cái bộ phim xã hội đời thường phim hình sự săn bắt kẻ gian không biết là má đang nói về là cái bộ phim uh, uh, là, là, là 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 sắp tới uh, như thế nào à, thì 15 lăm đang mường tượng ra và để hiểu hơn về cái câu chuyện của má tư thì uh, mười lăm mít xin phép là chia sẻ một số những bình luận của khán giả nha tại vì sao tại khán giả rất là hay à, nhiều khi là mình không biết về cái câu chuyện không biết về cái thông điệp của cái người viết thì khán giả người ta sẽ phân tích ra đó cho nên 15 lăm hay đọc những cái bình luận cho bà con của bác chúng ta nghe là như vậy khán giả trần lon nói như thế này con hậu dùng tiền qua một lần nhưng nó không qua cả đời miệng và nhân cách nó sớm muộn còn nghệ sĩ ưu tú thì khỏi bàn vì không xứng nhắc tên đám kim ngu ttc heo thì bám theo kiếm tiền nhưng ngu muội nên hại thân Chữ Rama này có dính với à, có dính gì tới họ mà ni hay hồng loan cũng có hại ai tự đi hại mình và tự đưa thông tin sai thì hại lẫn nhau đó thì đây là một câu thông tin rất là hay nha khán giả xuân hồng nói thêm bên dưới như thế này trong việc này phương hậu chi tiền còn mua hàng kế bẩn là bình văn chỉ đạo cứ nhìn vào mắt vào cái cách mà bình thể hiện là nó ghét cây ghét đắng ni vì ni mà nó không điều khiển hồng loan được cả cơ đồ làm đạo diễn tồi của bình bị sụp đổ bị lộ vụ bh nữa nên cây cây ni lắm đó rồi tiếp theo tôi vẫn nhớ một lần À, TTC nói Rama này kéo dài Có người sẽ đi tù Bây giờ chính hắn ta có nguy cơ đi tù Khán hạ, khán giả tên là Hà Chi Cô Hoàng nói Mong pháp luật vào cuộc điều tra xử lý Bắt le le Hai mặt TTC à, HBD KNG Mẹ con dây sầu Cộng đồng mạng và xã hội được bình yên con không lắm má Tư ơi, trước giờ cứ nghĩ trên phim xã hội đen Hồng Kông. À không à, bây giờ coi phim thực tế phi vụ làm ăn à, hại người xuyên quốc gia ở tại Việt Nam mình luôn. <laughs> theo Bà Lâm nghĩ xong cái drama này á, thì đúng thật cái câu chuyện drama gia đình cố nghệ sĩ có thể là làm phim được luôn bà con. Có thể làm phim được luôn. Nếu mà những người mà à, theo dõi cái drama ngay từ đầu thì có thể viết nên thành một cái cuốn tiểu thuyết à viết là trở nên viết một cái câu chuyện để mà làm một cái bộ phim luôn thật sự luôn rất là hay nha đây là cái câu chuyện có thật và chúng ta chỉ cần đợi đến khi mà phiên tòa kết thúc đi thì mà lambert tin rằng có rất là nhiều những nhà làm phim sẽ dựa theo cái câu chuyện này để mà làm một cái gọi là bộ phim Giống như Má Tư nói là phim đời thường À, phim đời thường Phim hình sự săn bắt kẻ gian À, thì ở đây chúng ta thấy là cái phim đời thường Phim xã hội đời thường là đã có rồi Còn cái phim hình sự săn bắt kẻ gian thì 15 mét nghĩ Trong thời gian sắp tới là công an sẽ vào cuộc Và bắt những cái người À, những cái người mà gian ác Đó, giống như Má Tư nói rất là hay nha cái câu nói của má tư nó đơn giản nhưng mà nó thâm thúy đó thì bây giờ chúng ta chỉ việc sao ngồi chờ đợi thôi chờ đợi phiên tòa sắp tới cái kết cái, cái cái gọi là cái kết à chờ đợi cái kết cái kết quả đó đó và cuối cùng là chúng ta sẽ có những cái bộ phim để mà chúng ta xem và đây là bộ phim có thật à bộ phim có thật nha và gần nhất trong năm 2023 cũng như là 2024 luôn. Quá hoành tráng không bà con? À, rồi trong buổi tối ngày hôm nay thì 15 mết cũng đã chia sẻ cho bà con của bác rất là nhiều những cái thông tin nha thông tin mặc dù là cái video này khá là muộn tại nó cũng khá là dài thì mà làm mong rằng bà con của bác chúng ta xem hết cái video để chúng ta có thể là biết được cái tình hình như thế nào sự thật nó như như thế nào để chúng ta biết chúng ta ủng hộ ai đó chứ nhiều khi chúng ta xem mà chúng ta không có xem hết thì chúng ta cũng không biết được cái như thế nào đó thì mười lăm cũng cảm ơn tất cả bà con cô bác rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ mười lăm cũng như là chị ni hồng loan tất cả mọi người đã ủng hộ cái 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 tim không quay xe đó bây giờ không còn gọi là tim vì yêu thương mà đến nữa, gọi là tim không quay xe đó rồi xin chào và hẹn gặp lại